Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Bữa nay thì mình giới thiệu với các bạn hai cái phôi mai với lại là năm cái phôi hải châu lá nhỏ dùng hà lây là La Hay Phú Yên ha. Thì đầu tiên đó là một cái phôi mai có cái hình khá đẹp các bạn. Phôi có cái hoành là 38 nha. Rồi cao lên là nó 50. Hoành 38, cao 50. Cây có bộ rễ nhìn cũng rất là khéo các bạn. Nhìn rất là khéo ha. Thế bài cũng khá là hay các bạn. Rễ cũng rất là nhiều luôn. Rễ cũng mạnh ha, khỏe. Những phôi này các bạn ủ rất là mau các bạn. Ủ rất là nhanh luôn ha. Cái hình nó cũng rất là đẹp. Các bạn có thể trồng bay như thế này hoặc là chúng ta cho nó nằm ngang luôn các bạn, nằm ngang luôn cũng đẹp, ghép vài bo vô rồi đẹp. Lính nó nằm nó đứng, nó đứng che luôn ha. Cây khá là duyên các bạn. Phôi này mình giao lưu với bạn 400k bao vận chuyển ha. Rồi đến với cái phôi số 2. Phôi số 2, phôi này cũng khá đẹp bạn. Chân dài lở lở ha, hoành 33, cao lên là 75. Cao lở lở khá đẹp bạn. Hoành 33 là ở dưới ha. Lên là nó 75, cao lên là 75. Thân lắc cũng đẹp đúng không bạn? Phần đó hơi chạy ha, kẹt trả ha. Phôi này mình giao lưu với bạn với giá là bạn muốn mua này nhiều. Phôi này mình giao lưu với bạn với giá là 450k ha. 450k bao vận chuyển, tiền phí vận chuyển này ghê luôn. 450k. Thì nói chung là cỡ này cái phí vận chuyển nó hơi cao các bạn. Phí vận chuyển nó hơi cao. Nếu mà đi hơi chậm thì mình cũng ủ lại cho các bạn hết ha, hai cái phôi mai. Một phôi là 400, một phôi là 450 ha. Rồi đến cái hải châu các bạn. Hải châu lá nhỏ. Vùng La Hay Phú Yên. Hoành của nó là 37 ha. Hoành 37, 37 thì đo ngang đó ha. Rồi nó cao lên là 42, từ mặt rễ lên là 42. Hải Châu thì khá đẹp. Hoành 37, cao là 42. Hồi này thì mình cũng giao lưu với bạn với giá là 400k bao vận chuyển luôn nha. 400k bao vận chuyển luôn. Cây là sau khi mà quay xong là mình xịt nước kích rễ rồi cái là ủ ẩm cho nó, về nhà là nó kéo nhựa luôn nha các bạn. Về tới nhà các bạn là kéo nhựa luôn. Rồi đến với cái phôi số 2. Hoành của nó là 33, cao lên là 38. 33 là đo ngang phần dưới nha. Dưới nha. Cây này rễ thì nó cũng ok ha. Chốt thì nó cũng rất là ngon. Các bạn lưu ý là những cái cây mà một cốt á, thì một cốt lớn á, thì nó sẽ chậm ra mầm hơn và nó sẽ tập trung nó ra những cái phần mà những cái chốt nhỏ nhỏ nè, nó sẽ ra trước. Và chúng ta chịu khó chúng ta trồng á, thì chúng ta cũng ủ ni lông luôn cho nó giữ được cái độ ẩm á, rồi nó dồn được cái nhựa lên trên để đâm nó đâm mầm lên. Rồi cái phôi này thì mình cũng giao lưu là 400k ha. Rồi đến với cái phôi tiếp theo. Rồi đến với cái phôi số 3, phôi hải châu số 3 ha. Phôi hải châu số 3 có cái dáng cũng lắc này cũng rất là đẹp các bạn. Phôi này có hoành 31, phôi nhỏ nhỏ thôi. Phôi hoành 31. Cao lên là nó 36 ha. Lắc cũng rất là đẹp các bạn. Cái này chúng ta để chậu thì nó cũng nhìn nó cũng rất là lịch sự luôn ạ. Nó hơi bể một bên thân ha. Nó bể mà nó lỗ thép luôn. Phôi này thì mình giao lưu với các bạn với giá là 300k bao vận chuyển. Rồi đến với cái phôi tiếp theo. Một cái phôi hải châu tiếp theo ha. Đế thì phải nói rằng rất là lực. Đế lực ra. Hoành 32, cao 45. Hoành 32, cao 45. Đế một cốt, một cốt đế điều. Ha. Đế điều, một cốt đế điều. Phôi này rất là đẹp các bạn.
Phôi này đẹp lắm, mà bạn mua các bạn thấy rất là đã luôn. Phôi này mình giao lưu với bạn với giá là 450k bao vận chuyển. 450k ha. Rồi mình đến với cái phôi Hải Châu cuối cùng nha. Một cái phôi Hải Châu rất là đẹp các bạn. Một cốt đế điều rất là đẹp luôn. À, hoành cũng khá to, gân guốc cạnh khớp rất là đẹp luôn. Rễ đế thì không có bị hư hao cái gì ha. Không có bị hư cái rễ nào hết. Rễ đều đẹp tứ diện luôn. Đó. Hoành là 37 cao 50. Phôi này mình giao lưu với bạn với giá là 500k bao vận chuyển ha. Đó, bạn nào thích thì mình liên hệ chỗ cây. Bạn mua nguyên lô thì giá nó sẽ rẻ hơn. Rồi tất cả thì bây giờ mình mời tất cả các bạn sẽ cùng xem lại một cách tổng thể những cái phôi ngày hôm nay ha. Thôi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.